Xin chào anh em, lại là Hào Cuộc Sống Phú Quốc đây. Hiện tại thì Hào đang có mặt tại chợ đêm 7 trường Phú Quốc ha. Đây là một khu chợ đêm riêng của 7 trường CEO Group. Nếu như mà anh em có tìm hiểu về Phú Quốc á, thì có thể lên trên mạng để search 7 trường CEO Group. Thì hiện tại khu này cũng được xây dựng rất là hoàn chỉnh rồi mà đang đi vào khai thác. Đây là khu chợ đêm thì sẽ có những cái ô dành cho các nhà tiểu thương buôn bán nè. Buổi tối thì ở đây khá tấp nập nha. Còn buổi sáng thì hiện tại mọi người đang nghỉ ngơi. Xung quanh thì là những căn biệt thự, những cái shop house đã được xây dựng rồi, mà có một số nơi cũng đang đi vào khai thác. Đây các shop house rất là đẹp nha, có 4 lầu. Thì hiện tại mọi thứ ở dưới 7 trường này thì đã được hoàn thiện hết rồi, chỉ còn đợi là mọi người vào khai thác thôi. Thì trong 2 năm vừa rồi thì cũng có dính dịch Covid, cho nên hiện tại một số chủ nhà vẫn chưa có triển khai các hoạt động kinh doanh ha. Toàn bộ các căn dưới đây là được bán hết rồi nha mọi người. Cuộc sống ở đây nó cũng rất là tấp nập vào buổi tối, còn buổi sáng thì mọi người cũng đi làm. Ở đây thì có khá là nhiều các chuyên gia người nước ngoài tới ở và sinh sống. À, mọi người cũng có thể thấy là các căn shop house rất là đẹp và rất là rộng nha. Đó, như chúng ta có thể thấy căn này đi. Căn này chúng ta có thể thấy một căn kéo dài từ trước ra sau gần hơn 20 mét và có 4 lầu. Thì trong đó có khoảng 9 phòng ngủ ha. Có 9 phòng và một mặt bằng bên dưới rất là rộng. Đây, xung quanh thì cũng có khá là nhiều. Cái căn biệt thự đây được xây dựng theo một khuôn khổ giống nhau, tương đương nhau. Thì đây là một số căn mà các chủ nhà vẫn chưa đi vào khai thác. Thì hiện tại là trong năm 2023 này thì Phú Quốc đang dần hồi phục lại kinh tế ha. Cho nên là cũng đang chuẩn bị triển khai các kế hoạch và các chiến dịch cho các khách du lịch tới. Thì bắt đầu sẽ đi vào khai thác cái khu vực này. Ở đây buổi tối thì rất là tấp nập nha mọi người. Đây. Về đêm thì ở đây sẽ có rất là nhiều nhà buôn bán ha, bàn ghế. Thì chúng ta có thể thấy ha, đây chỉ là một cái khu nhỏ thôi nha. Một khu nhỏ trong 7 trường thôi. Một khu của chợ đêm thôi, còn cái khu diện tích của 7 trường này rất lớn. Có tới hàng ngàn 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 căn biệt thự shop house giống như vậy. Rất là đẹp đúng không mọi người? Hiện tại thì các chủ nhà cũng có nhu cầu cho thuê lại đối với lại những cái khách hàng nào có nhu cầu muốn kinh doanh á. Chúng ta cũng có thể liên hệ. Các bạn có thể liên hệ với Hào, Hào sẽ kết nối với chủ nhà để mình có thể thuê lại nguyên một căn để mình kinh doanh. Nếu chúng ta thuê một căn ở đây chúng ta kinh doanh thì chúng ta có thể làm khách sạn nè, homestay. Hoặc là bên dưới chúng ta làm văn phòng công ty, ở trên chúng ta cho dịch vụ lưu trú. Ví dụ như đây là một cái nhà hàng nè, bên dưới chúng ta làm nhà hàng, bên trên chúng ta làm nghỉ dưỡng. Ở đây một số các đơn vị khai thác rất là tốt nha.
dành cho các chuyên gia ở theo tháng. Ở theo tháng, ví dụ như một phòng như vậy thì 25 mét vuông thì có thể là 4 triệu một tháng, 30 mét vuông thì 5 triệu một tháng, và ở lâu dài. Không khí ở đây thì quá tuyệt vời như vậy. Khúc này thì nếu mà mình ra biển thì khoảng 150 mét. Khúc này mình ra biển ha, 150 mét. Tối thì mình có thể tắm biển, đi du lịch, nghỉ dưỡng. Ở đây rất là tuyệt vời mọi người à. Còn nếu mà mọi người mà đi du lịch thì cũng có thể ra đây ở ngày. Ở ngay khu này cũng cũng khá là ổn. Dịch vụ tốt. Thì dao động thì cũng khoảng tầm 350 400 ngàn một ngày thôi. Đó. Thì ra tới đây là hết cái khuôn viên của chợ đêm nè. Đây cũng có một cái nhà hàng rất là đẹp mà, rất là lớn nè. Nhà hàng cũng hải sản nè. Thì chúng ta có thể nhìn lại tổng thể cái chợ đêm nè. Cái căn biệt thự rất đẹp ha. À, cũng ước gì là mình có một căn giống như vậy ở đây. Thì ra ngoài đây là chúng ta thấy sẽ là một cái khu khác của bãi trường, rất rộng. Xa xa kia là khách sạn Mường Thanh nè, Phú Quốc nè. Ở ngoài đây là các căn shophouse mặt tiền nè. À. Quá xá đẹp đúng không quý vị? Mọi người đến Phú Quốc thì cứ gọi cho Hào ha, Hào sẽ hướng dẫn mọi người. Xin chào và cảm ơn mọi người. Hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo nha.